Xin chào các bạn. Tiếp theo cái phần lập trình C cho dòng vô điều khiển ATM 8S15C6 thì mình sẽ đi phần số 8. Mình sẽ giới thiệu ngắt và ngắt ngoài trong cái ATM 8. Thì ngắt các bạn, như các bạn đã biết mà, thì cái chương trình của mình chạy thì nó sẽ thực hiện trong cái main này nè. Thì khi có một cái tác động bên ngoài các bạn vào các chân của các bọt của cái ATM 8 này thì cái chương trình main mình sẽ dừng tạm thời và sẽ nhảy vào thực hiện lệnh trong chương trình ngắt. Thì cái ADR này bạn là chương trình phục vụ ngắt này đó. Khi mà thực hiện những cái lệnh trong cái chương trình phục vụ ngắt ADR này xong á, thì nó sẽ nhảy lại, nó thực hiện những lệnh trong chương trình main. Thì khi có cái ngắt xảy ra nữa thì nó lại nhảy vào chương trình phục vụ ngắt. Thì cái chương trình mình cứ thực hiện như vậy, thực hiện những cái lệnh trong main, xong rồi có ngắt ngoài á, thì nhảy vào thực hiện những cái lệnh trong chương trình phục vụ ngắt. Thì đó là cái ngắt và ngắt ngoài. Trong cái vi điều khiển ở TM8 này bạn, nó cho mình một số cái ngắt ngoài, ngắt cạnh lên xuống và mức thấp nè. Nó khi mà mình tác động vào cái chân của một bọt mình á, là cái chân của mình nó đọc cái cạnh xuống và mức thấp thì sẽ nhảy vào thực hiện lệnh trong trình phục vụ ngắt. Rồi cái thứ hai á, là ngắt cạnh lên và cạnh xuống, tức là nó vừa là phát hiện cạnh xuống và vừa phát hiện cạnh lên. Hễ mà có phát hiện cạnh xuống hoặc là cạnh lên thì sẽ nhảy vào thực hiện chương trình phục vụ ngắt. Rồi là chỉ ngắt cạnh xuống thôi. Khi mà có tác động từ bên ngoài vào thì cái chương trình mình phát hiện là cạnh xuống thì nhảy vào thực hiện chương trình phục vụ ngắt. Rồi là chỉ ngắt cạnh lên thôi. Đó, thì mình sẽ có bốn cái chế độ ngắt là ngắt cạnh xuống mức thấp nè, rồi ngắt cạnh lên và cạnh xuống, rồi ngắt cạnh xuống, rồi là chỉ ngắt cạnh lên. Thì đi đến cái hàm và cái thư viện liên quan các bạn, thì ở đây mình sẽ có bốn cái thư viện liên quan đến cái việc và ngắt và ngắt ngoài của mình. Thì hai cái thư viện đầu tiên á, là cái thư viện mà STM8S EXTI.h và STM8S EXTI.c. Thì hai thư viện này các bạn là hai cái thư viện mà khai báo các tham số, các hàm nè. Và cái nhà sản xuất người ta đã viết sẵn cho mình là một số hàm để mình sử dụng cái hàm đó mình khai báo cái ngắt cũng như là cái kiểu ngắt trong cái ATM 8. Thì các bạn có thể xem cách mà người ta giải thích cái hàm ESTI này các bạn ở trong cái file mà giải thích cái thư viện chuẩn của cái ATM 8 của mình á. Thì đi đến cái phần ngắt nào các bạn, liên quan đến cái hàm nào thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu cái hàm ngắt đó. Rồi hai cái thư viện liên quan tiếp theo á, là cái thư viện mà STM8SIT.h và STM8SIT.c. Thì hai cái thư viện này các bạn là người ta đã khai báo cái hàm phục vụ ngắt nè. Ví dụ như là ngắt ngoài bọt A nè, ngắt ngoài bọt B, bọt C, rồi ngắt là URT, rồi ngắt thêm mơ, v.v. Thì nhà sản xuất người ta đã khai báo cho mình một số cái hàm này phục vụ ngắt. Thì mình sẽ sử dụng cái hàm phục vụ ngắt này mình khai báo và mình viết code. Thì các bạn sẽ viết code trong cái hàm phục vụ ngắt này các bạn, là viết trong hai dấu ngoặc này nè. Ví dụ như mình có ngắt ngoài bọt A hoặc bọt B đó thì mình sẽ viết trong cái interrupt của hai dấu ngoặc này. Thì đi đến cái phần mà viết code cho cái ngắt ngoài á, thì mình sẽ viết cho các bạn xem và giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn.